Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam khoảng trống quyền lực khi mà Nguyễn Phú Trọng quá già. Việt Nam vừa bị ảnh hưởng kinh tế do cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung giống như nhiều nước, và ngoài ra thì còn bị khủng hoảng đường lối phát triển do mô hình dập khuân theo kiểu của Trung Cộng lâu nay. Hoàn cảnh đó đặt ra đòi hỏi cấp bách về nhân sự, lãnh đạo tài năng để chèo lái con thuyền đất nước, nhưng thực tế lại đang tồn tại nhiều khoảng trống về sự lãnh đạo. Thưa quý vị và các bạn, một điều dễ nhận thấy là bao lâu nay việc lựa chọn nhân sự lãnh đạo đất nước đều tập trung vào những người bên trong bộ máy, gồm có bộ máy đảng và bộ máy nhà nước. Rất ít người ngoài xã hội được tham gia vào guồng máy lãnh đạo quốc gia. Nhiều người trải qua các cương vị từ cấp dưới rồi được bầu chọn lên cấp cao. Cách đó chỉ giúp tìm ra được người có năng lực quản lý chứ không tìm ra được năng lực lãnh đạo. Bởi vì những kỹ năng đã giúp một con người đảm đương công việc ở cấp thấp thì có thể giúp cho người đó xử lý công việc ở cấp cao hơn. Và tầm ảnh hưởng và tầm nhìn hạn hẹp đã ăn sâu bén rễ và người ngồi ở cấp thấp sẽ trở thành rào cản khi ngồi ở vị trí lãnh đạo quốc gia. Hệ quả có lối tuyển lựa nhân sự như vậy thì dẫn đến năng lực của bộ máy đảng và nhà nước lâu nay thì chỉ nặng về quản lý. Phần công việc lãnh đạo và vạch đường chỉ lối ít thực chất được đẩy cho thuộc cấp về tập thể, và bằng nguyên tắc tập thể lãnh đạo với đường lối cứng rắn được ấn định là xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội đã khiến cho trong suốt nhiều năm gần đây là phần việc không có nhiều việc để làm. Thưa quý vị và các bạn, kết quả của những công việc lãnh đạo chỉ là một trong những văn bản và nghị quyết đưa ra phương hướng phát triển đất nước, mà trong đó thì nhiều ý kiến đã được sử dụng lặp lại xuyên suốt mấy chục năm nay, và công việc lãnh đạo trở thành công việc của một số ít chuyên gia, tiến sĩ và nhà nghiên cứu hàn lâm mà không phải là các chính trị gia. Thực tế như thế thì cho nên bộ máy mặc dù nhân sự ban bệ đầy đủ nhưng phạm trù lãnh đạo lại bỏ nhiều khoảng trống không được lấp đầy, trong khi mà đất nước thì hiện đang bước vào những giai đoạn biến động rất cần đến những năng lực lãnh đạo. Đứng trước những biến cố có ảnh hưởng lớn nhưng công chúng không nhìn thấy được chính sách phát triển mạch lạc và rõ ràng để giúp cho những con người ở trong đất nước đó cảm thấy có một niềm tin và được yên tâm. Và người dân thì mong muốn được cảm thụ sự lãnh đạo mà không thấy. Trong khi thì nước ngoài, như tôi thấy thì công việc lãnh đạo quốc gia luôn được khỏa lấp, chiếm lĩnh, thực hiện đầy đủ. Nhiều nước có nền chính trị tiến bộ, họ chọn lựa nhân sự lãnh đạo là người đề xuất được đường lối phát triển quốc gia. Người lãnh đạo được bầu chọn cũng chính là những chuyên gia của cái vấn đề lĩnh vực đang chi phối phần lớn tâm trí xã hội. Thưa quý vị và các bạn, mới đây nhất là chuyện ông Nguyễn Nhân Trinh được điều động làm bí thư thành ủy Bắc Ninh bị dư luận xã hội đem ra châm chọc mỉa mai trên mạng xã hội kèm với những icon mặt cười. Chẳng hạn như một người làm quan cả họ được nhờ và cả họ làm quan thì chất kịch độc cho dân tộc. Tương lai dân Bắc Ninh sẽ giỏi cờ vua và nhân giống thuần chủng. Nguyễn Thành ủy, con của Nguyễn Tỉnh ủy, cháu của Nguyễn Quân ủy và ủy nào thì cũng đều là quỷ. Ông Nguyễn Nhân Trinh tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua tại chức và thạc sĩ quản lý giáo dục. Vào đảng năm 2011, ông Trinh là con trai ruột của ông Nguyễn Nhân Chiến, đương kim ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Trương Châu Hữu Danh bình luận sự việc này trên Facebook cá nhân với tựa đề chia bánh như sau, xin trích. Câu chuyện của cử nhân cờ vua Nguyễn Nhân Trinh, bí thư tỉnh đoàn Bắc Ninh, con trai của tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến, được chỉ định giữ chức bí thư thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 ở tuổi 36, không có gì là lạ. Và nếu như ai nói đây là truyền thống gia đình chị là chưa đúng với bản chất, vì đây là truyền thống của tỉnh Bắc Ninh. Người tiền nhiệm bí thư Chiến là bí thư Trần Văn Túy. Ông Túy có con rể Vương Quốc Tuấn, chính là tiền nhiệm của con trai ông Chiến. Và sau khi để
ghế cho Trình thì ông Tuấn được Hội đồng Nhân dân tỉnh này bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, và ông Túy hiện là trưởng ban công tác đại biểu của Ủy ban Quốc hội. Nhưng hai cán bộ Trình Tuấn chưa là gì so với con trai bí thư tỉnh ủy Nguyễn Công Ngọ trước bí thư Túy. Ông Túy sau về làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Trung ương thì con trai của bí thư Nguyễn Công Ngọ là Nguyễn Công Thắng, sinh năm 1983, hơn 30 tuổi. Ông Thắng đã là bí thư huyện năm 2019 và khi 36 tuổi thì đã là trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Nếu đúng lộ trình thì ông Thắng sẽ là ủy viên Trung ương dự khuyết và cái ghế bí thư tỉnh ủy có thể rời trúng người bất cứ lúc nào. Nước cờ của ông mới là đỉnh cao của trí tuệ. Ban tổ chức Trung ương nên rà soát lại quy trình bổ nhiệm kiểu chia bánh ở Bắc Ninh, vì với cái kiểu con anh con tôi đều có phần thì còn lâu mới có cửa cho người thực tài đang khoác tấm áo nhân dân. Ông Thắng khả năng sẽ không có biệt phủ vì ông Ngọ đã có sẵn biệt phủ to hơn phủ chủ tịch nước rồi. Bí thư Chiến đẻ ra bí thư Trinh, bí thư Túy đẻ ra bí thư Tuấn, bí thư Ngọ đẻ ra bí thư Thắng. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh vẽ sơ đồ như vậy thay cho lời kết luận của Status. Báo trong nước dẫn lời ông Vũ Quốc Hùng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương rằng ông chưa tiếp cận được văn bản nào cấm việc bố làm bí thư tỉnh ủy, bổ nhiệm con làm bí thư thành ủy. Ông Trần Văn Lĩnh, nguyên thành viên Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, từng nói với phóng viên rằng luật pháp phải có quy định quyền lực, nếu không muốn trở thành một trò chơi nguy hiểm cho chính nó và cho cả chế độ thì quyền lực ấy phải được kiểm soát bởi một chế độ kiểm soát quyền lực. Cho đến giờ này thì luật pháp Việt Nam không có đoạn nào cấm người ta sử dụng con cháu vào cơ quan hay tổ chức của mình cả. Điều đó chỉ có quy định trong nội bộ đảng mà thôi. Họ cười cợt và phải vì hầu như họ thấy những chức vụ trong chính quyền nó giống như những món quà trong gia đình người ta ban phát cho nhau. Luật sư Đặng Đình Mạnh nêu ra ý nghĩ của ông về phản ứng của những người dân khi mà lãnh đạo lại có con làm lãnh đạo như trường hợp của Nguyễn Nhân Trinh, Nguyễn Nhân Chiến. Họ cười cợt và phải vì hầu như họ thấy những chức vụ trong chính quyền giống như là những món quà trong gia đình người ta ban phát cho nhau. Ví dụ như người vừa được điều động làm bí thư thành ủy Bắc Ninh về học vấn lại là cử nhân cờ vua mà lại nắm một chức vụ rất cao trong đảng như vậy. Trong tỉnh Bắc Ninh thì ông cha là người đứng đầu bí thư tỉnh ủy, còn ông con là bí thư thành ủy Bắc Ninh, một thành phố thủ phủ của tỉnh Bắc Ninh. Sở dĩ người dân mỉa mai cười cợt như vậy là có lẽ vì đây không phải là lần đầu tiên họ được nghe những tân lãnh đạo có quan hệ thân thuộc ruột thịt với những vị lãnh đạo đương chức, và có những con quan giữ chức cao khi còn tuổi còn khá trẻ, trên con đường thăng tiến thì lại quá nhanh. Và một trong những lãnh đạo nổi tiếng trên mạng xã hội với việc cả họ làm quan 2 năm trước đây đó là ông Triệu Tài Vinh ở tỉnh Hà Giang. Gia đình ông Triệu Tài Vinh có ít nhất 8 người thân ruột thịt và họ hàng làm công chức nhiều ban ngành địa phương trong tỉnh, trong đó có vợ của ông, em trai của ông, em gái của ông, em rể của ông và anh em họ của ông. Còn những trường hợp con quan thì lại làm quan còn rất trẻ, có thể kể đến là ông Nguyễn Xuân Anh là con của Nguyễn Văn Chi, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Anh được đề bạt lên tới chức bí thư tỉnh ủy thành phố Đà Nẵng khi chưa đầy 40 tuổi, và Nguyễn Thanh Nghị, con trai của cựu thủ tướng 3X Nguyễn Tấn Dũng, được giữ chức vụ phó chủ tịch Kiên Giang khi mới 38 tuổi và năm sau thì được làm bí thư tỉnh khi mới 39 tuổi. Lê Phước Hoài Bảo là con trai của nguyên bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh, được bổ nhiệm chức giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư khi mới 30 tuổi. Lê Trương Hải Hiếu là con trai của nguyên bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thành Hải, được đề bạt lên phó bí thư quận ủy, chủ tịch quận 12 khi mới 34 tuổi. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng nhận định, một người nào đó con ông to tiếp tục làm quan chỉ là bề ngoài, đằng sau nó là vấn đề thể chế. Sở dĩ ở Việt Nam người ta phản ứng ầm ĩ vì ai cũng biết rằng đằng sau thăng quan tiến chức đó không phải là dựa vào
một cách dân chủ mà do ý chí của một người có quyền lực đưa họ lên. Như thế đằng sau nó là một thể chế chứ không phải là một phản ứng xã hội bình thường đâu. Trong một lần trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội năm 2015, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bà Nguyễn Thị Kim Tâm phát biểu rằng con em lãnh đạo lại tiếp tục được giao trọng trách lãnh đạo thì đó là điều hạnh phúc của dân tộc, của Đảng. Không có gì nghi ngại cả, đó là sự kế thừa truyền thống, họ giữ gìn truyền thống, đó là biết phát huy truyền thống, đó là để làm tiếp sự nghiệp của cha ông để lại và đã đi qua. Theo bà thì ở tuổi trên 40 không thể gọi là trẻ để đảm nhận những chức danh như bí thư tỉnh ủy. Không chỉ bà Nguyễn Thị Kim Tâm phát biểu như vậy mà bà Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 cũng từng nói rằng có những gia đình có tố chất di truyền. Tố chất ấy được thể hiện trong lãnh đạo trong các ngành chuyên môn. Luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng người dân phản ứng là họ lên tiếng về vấn đề bổ nhiệm chứ không phải là có tài hay là không, ông nói. Cũng có thể là họ có tài thật sự nhưng có điều chưa thấy cái tài nó phát lộ ra, công chúng không nhìn thấy. Nhưng đó không phải là điều công chúng quan tâm, điều họ quan tâm là đầu vào của chức vụ lãnh đạo. Họ quan tâm là tại sao, bằng cách nào mà người đó lại giữ được chức vụ cao như vậy. Và nếu như họ không phải là con các quan chức lãnh đạo thì liệu họ có khả năng leo lên chức vụ cao như vậy hay không? Nói cho đúng thì không phải cứ con lãnh đạo thì không có thực tài. Nhưng như đã nói thì nếu mà theo một sự chọn bình thường, một lựa chọn bình thường thì khó lòng mà có thể tưởng tượng họ đi lên nhanh đến như vậy. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng nói. Và theo ghi nhận của phóng viên thì người dân phản ứng với việc con quan thì lại làm quan không hẳn vì khả năng, vì thực tài của những con quan đó. Điều người dân quan tâm là làm sao để tất cả những ai có thực tài, có cơ hội bước vào các vị trí lãnh đạo trong chính phủ để xây dựng đất nước. Với thể chế như hiện nay thì những cán bộ thực tài có thể sẽ bị mang tiếng oan, có những người thực sự giỏi không được trọng dụng. Thưa quý vị và các bạn, nói cho đúng thì không phải cứ còn lãnh đạo thì không có thực tài. Nhưng như đã nói thì nếu mà theo một số lựa chọn bình thường thì khó lòng mà tưởng tượng họ đi lên nhanh đến như vậy. Và tại sao họ lại đi nhanh được như thế? Cái đó do quyền lực thôi, do ý chí của một cá nhân nào đó đưa người này người kia lên theo kiểu mà người ta gọi là nhất quan hệ nhì tiền tệ. Một người nào đó, con ông to tiếp tục làm quan chỉ là bề ngoài. Nó đặt ra vấn đề là đất nước chọn người lãnh đạo không qua bầu cử thực sự dân chủ. Chính vì thế mà có thể có một con quan to, năng lực thực sự có thể bị mang tiếng oan. Mà người muốn đưa người này lên đôi khi họ cũng ngại vì mang tiếng. Ở Việt Nam cũng có những cuộc thi tuyển công chức hoặc những cuộc thi tuyển lãnh đạo. Nhưng đa số thì người dân cho rằng đó chỉ là đầu voi đuôi chuột. Những cuộc thi tuyển như vậy không bảo đảm được mức độ công bằng, vô tư, khách quan mà hầu như chỉ là mang tính hình thức. Thưa quý vị và các bạn, phí phạm tiền thuế của dân vào các đại hội đảng hoành tráng. Đại hội đảng 13, đảng phí kinh phí tổ chức đại hội đảng, Ngô Văn Khánh phung phí tiền thuế và phí phạm tiền thuế từ thuế mà người dân thì buộc phải đóng nhà nợ, phải đóng cho nhà nước và cho chính phủ là chuyện đương nhiên rồi. Ở bất cứ đất nước nào thì người dân cũng đều phải nộp thuế cho đất nước. Và chính phủ sẽ dùng những đồng thuế đó để đầu tư lại cho các vấn đề như y tế, môi trường, giáo dục và đường xá cầu cống chẳng hạn. Nhưng ở Việt Nam thì người dân nộp thuế vào phần lớn chỉ để nuôi bộ đảng cầm kênh là chính. Còn các vận hành như xây dựng bệnh viện, cầu cống, đường xá, nhất là xây dựng đường thì người dân hoàn toàn phải nộp tiền bởi vì họ lập nên những chốt BOT để thu lại tiền của dân để xây dựng những con đường đó. Còn bệnh viện cũng vậy, người dân vào phải nộp viện phí để trả cho những gì mà nhà nước đã bỏ ra để xây dựng. Hay trường học, đó cũng là một lẽ như vậy. Ở các nước trên thế giới thì học sinh tiểu học cho đến trung học thì không phải nộp bất cứ một khoản tiền gì liên quan đến xây dựng và học phí. Còn ở Việt Nam thì
xây dựng trường học ra, nhà nước đầu tư tiền xuống, đó cũng là tiền thuế của nhân dân. Nhưng thực tế thì tiền thuế này họ đầu tư ra không phải là đầu tư công ích cho người dân, mà thực ra thì học sinh khi đi học thì phụ huynh học sinh phải nộp những cái khoản tiền như xây dựng và học phí, cùng với rất là nhiều những cái khoản tiền chi phí khác mà các nước xung quanh của chúng ta hầu như không có chuyện đó, mà chỉ có Việt Nam, Trung Quốc và một số nước cộng sản khác có như vậy. Và hình ảnh đăng báo về đại hội đảng các cấp đang diễn ra thì có thể thấy một điểm chung là có rất nhiều hoa trang trí, đặc biệt là màu hoa, thiết kế khẩu hiệu to nhất đập vào mắt của tất cả các đại biểu, dễ khiến cho người dân miền Nam liên tưởng đến vàng màu cờ với ba dòng màu đỏ tượng trưng cho Bắc Trung Nam của chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Không rõ là ẩn ý gì chăng, hay là có thể đó chỉ là một sự vô tình của chuyện phối màu sắc. Có ý kiến cho rằng là thời dịch bệnh khó khăn, việc trang trí nhiều hoa đến như vậy thì trước tiên giúp cho người trồng hoa có nơi tiêu thụ. Thứ hai là các nghệ nhân trang trí cũng lây lất kiếm thêm được miếng cơm trong thời buổi đại dịch, gây đến hàng chục ca, hơn 20 ca tử vong, và có tới cả ngàn người Việt đang mắc chứng bệnh vì con virus này. Thế nhưng nhiều ý kiến thì chê nhiều hơn, và chê bai cũng vì những đám đông bông hoa tràn ngập như vậy và môi trường thích hợp cho việc lây lan dịch bệnh đường hô hấp, do trong đó có con virus đã được dân chúng gọi nôm la là cúm tàu hay cúm chệt. Số tiền dành cho chuyện hoa hòe hoa sói, theo lời của một chủ tịch vụ hoa tươi, sẽ lên tới mức cả 100 triệu, và cho một hội nghị bầu bán trong nội bộ của đảng, của các cấp ở địa phương. Còn với trung ương thì không biết là hội nghị họ sẽ phải trang trí tới bao nhiêu là tiền hoa. Phí phạm tiền thuế mà người dân thì buộc phải đóng cho nhà nước, cho chính phủ là chuyện đương nhiên rồi. Và từ việc đại hội đảng kể trên, bởi nếu đã gọi là đại hội đảng, lẽ ra thì số kinh phí tổ chức phải lấy từ đảng phí và từ nguồn lợi nhuận của doanh nghiệp thuộc hệ thống của đảng. Như nước tiến bộ trên thế giới thì nếu như các tổ chức đảng hoạt động thì hoàn toàn là phải lấy phí từ các đảng viên để hoạt động, chứ không được phép lấy tiền thuế của dân để sử dụng vào việc hoạt động của đảng. Theo quy định số 39 trên QĐ-VPTVK ngày 4 tháng 9 năm 2014 của Văn phòng Trung ương Đảng về chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp cơ sở, cấp trên cơ sở tiến tới đại hội đảng đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, thì các khoản chi cho đại hội đảng cấp tỉnh, thành, quận, huyện như sau. Thứ nhất là chi bồi dưỡng cho thành viên tiểu ban, thành viên tổ giúp việc của các tiểu ban chuẩn bị phục vụ đại hội đối với các cấp tỉnh, thành và cấp huyện, quận, huyện. Và thứ hai là chi xây dựng văn kiện, bao gồm có soạn thảo, thẩm định, biên tập, chỉnh lý, hoàn chỉnh đến khi trình độ đại hội, và chuẩn bị phương án nhân sự cho đại hội. Thứ ba là chi cho công tác tuyên truyền phục vụ cho đại hội. Và thứ tư là chi tiền thuê phòng nghỉ của các đại biểu và khách mời trong thời gian đại hội. Thứ năm, chi tiền ăn cho các đại biểu và khách mời tham dự đại hội. Thứ sáu, chi thuê hội nghị, hội trường và trang trí khánh tiết. Thứ bảy, chi uống nước và giải khát giữa giờ. Thứ tám, chi văn phòng phẩm, in ấn, dự thảo văn kiện và tài liệu phục vụ cho đại hội. Thứ 9, chi thuốc chữa bệnh thường xuyên cho đại biểu, khách mời. Thứ 10, chi bồi dưỡng trực tiếp phục vụ bảo vệ đại hội, lái xe, an ninh, lễ tân, bảo vệ, y tế, v.v. 11, thuê xe đưa đón đại biểu, khách mời, trường hợp ban tổ chức đại hội không bố trí được xe. 12, chi khác, chi mua cặp, sổ, bút, huy hiệu, phù hiệu, chi bồi dưỡng trực tiếp phục vụ đối với các đại hội cấp xã. 13, chi hỗ trợ đảng bộ, bộ phận và chi bộ trực tiếp đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong đơn vị lực lượng vũ trang tại vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc địa bàn khu vực 2, khu vực 3 theo quy định của nhà nước. Một dẫn chứng để dẫn hình dung về mức độ chi xài tiền kể trên thì khoản gọi là xây dựng văn kiện bao gồm các công tác biên tập, xây dựng báo cáo, hội thảo, tổng hợp ý kiến, chuẩn bị phương án nhân sự trình đại hội,
có mức kinh phí như sau: Đảng bộ thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đảng bộ quân đội, Đảng bộ công an trung ương, mức chi tối đa là 600 triệu Việt Nam đồng. Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn lại thì mức chi 400 triệu Việt Nam đồng, và Đảng bộ khối cơ quan trung ương, Đảng bộ khối doanh nghiệp tương đương với mức chi là 300 triệu Việt Nam đồng. Việc ăn uống của các đại biểu cũng về dự đại hội cấp đảng cấp địa phương có mức chi tiền ăn uống như sau: Đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố thuộc trung ương và các đảng bộ trực thuộc trung ương thì mức chi là 300.000 đồng một người một ngày. Đại hội đảng bộ quận, huyện, thành thị trực thuộc tỉnh, thành phố và tương đương thì mức chi là 200.000 đồng một người một ngày. Và đại hội đảng bộ xã, phường, thị trấn thì tương đương với mức chi là 150.000 Việt Nam đồng một ngày. Để dễ hình dung những suất tiền ăn như trên là ít hay nhiều thì xin đọc bản tin sau đây trên báo điện tử VN Express số phát hành ngày 28 tháng 6 năm 2020. Nghĩa là thời điểm đại dịch virus Vũ Hán ở Việt Nam chưa tái bùng phát lây lan trên cộng đồng. Thu nhập giảm sau đại dịch virus Vũ Hán, bữa cơm của gia đình chị Vi Thị Nga nhiều ngày qua chỉ có rau muống, trứng luộc và đậu phụ mua hết 20.000 Việt Nam đồng. Và chị Nga, 33 tuổi, là công nhân công ty cổ phần giày da Huê Phong, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và trọ trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp. Với thâm niên 7 năm, tiền lương cơ bản mỗi tháng của chị là 5,6 triệu Việt Nam đồng. Cuối tháng 5, do ảnh hưởng đại dịch virus Vũ Hán, công ty Huê Phong cắt giảm 2.220 lao động. Chị Nga không thuộc diện phải thôi việc nhưng bị giảm giờ làm nên thu nhập đã giảm một nửa so với trước đây. Với tổng thu nhập của hai vợ chồng là 10 triệu đồng mỗi tháng, sau khi tính toán phải trả 2 triệu đồng tiền thuê nhà, 2 triệu đồng tiền gửi con, họ thống nhất tiền ăn một tháng không quá 1,2 triệu Việt Nam đồng, và số tiền này cho hai bữa trưa và tối, tính ra mỗi bữa ăn tốn khoảng 20.000 Việt Nam đồng. Bữa ăn của gia đình ba người giờ quanh đi quẩn lại với bó rau muống hay rau dền mua 5.000 đồng, đậu phụ chiên 5.000 đồng và hai quả trứng 5.000 đến 6.000 đồng đem về luộc hoặc chiên. Thi thoảng chị Nga mua thêm 20.000 đồng bò viên để cả nhà đổi món. Số tiền còn lại thì mua sữa, tiêu dùng hàng ngày để dành phòng khi ốm đau, nữ công nhân dự tính. Và ba người ăn một bữa cơm trong một gia đình người lao động có tổng số tiền là 20.000 Việt Nam đồng. Tiền ăn thấp nhất đối với đảng viên dự đại hội đảng xã, phường, thị trấn là 150.000 đồng trên một người một ngày. Một so sánh để khiên cưỡng nhưng nó nói lên được một điều: trong thời đại dịch virus Vũ Hán hoành hành và những tháng ngày đại hội đảng hoành tráng diễn ra ở cấp kéo dài từ Bắc đến Nam và từ nhiều năm, từ năm này qua đến năm khác. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.